À, đi chơi mệt rồi về về, về, về sáu đãi vài món ha. Trời ơi, thôi đi mệt quá, mệt rồi. Thôi đại diện ăn đi, ai ai xuống đại diện ăn đi. Đại diện xuống ăn đi. Thôi đi luôn chứ tỉnh đại diện thì nãy mình đi. Đi xuống dưới ăn vài chén rồi về. Thôi bà ấy ăn đây đi đi. Ở đó nó hơi cởi ăn đây miếng rồi đi. Ăn đây miếng rồi đi chứ để dưới Út nãy vô vậy. Đó đâu. Phải chờ á. Đấy muộn thì mình cứ ăn đây miếng này rồi thì dính. Đây cháo ha, cháo gì vậy nè, cháo vịt hả? Cháo vịt ha. Bánh cuốn. À, bánh cuốn. Ăn chay không có ăn được. À, cháo này, cháo gỏi vịt nè. Gỏi vịt nè, cho mày gỏi nè. Kiểu nè. Con để đâu? Mày ăn cái này nè. Món gì vậy sao? Món này món cháo qua bển đây chứ uống sao? Cháo quay. À xịt như cháo quay hả? Nhà tự quay luôn hả? Giỏi ghê không? Tự nhiên cái đem vô đây. Cái gì mà trời vậy? Ô. Cái miệng gì ta lẹ. Rồi ngồi xuống đi. Ủa bà bé nhỏ đâu rồi? À. Cho ly nước đi, cho ly nước đi tiền. Tiền chốt ly nước đi. Tháng ăn có cần tháng ăn á. Buông giùm tô cháo bự nè, mấy cái tô á. Cá cuốn này không phải cuốn ở đây đặc biệt hơn tảnh cuốn thấy không? Bự dài. Con nước đây nè, con nước đá ở kia đồng mắt. Đây đây cho ly đi. Chấm đá đó đâu vậy? Chấm nước mắm đó con. Chấm mà có nước tương à. Ừ, có nước đá trong này hay gì đó hả? Nãy giờ rồi bỏ nước đá đâu. Ngon không? Ngon. Ngon ha. Rồi ăn đại bữa đi coi ngon không? Nước mắm này, nước mắm có gừng hả sao? À, nước mắm gừng. Nước mắm gừng ăn với cháo là gỏi vịt đó. Trước khi ăn chụp tấm hình hoa mai để cờ tối. Đấy, tư tưởng hình chụp. Tư tưởng hình chụp. À, thôi uống ké với bé nhỏ này. Ủa chứ tiền. Tận sướng chi tiền chứ mấy đồ đổ vậy? Nè đưa em đôi. Thôi đi ăn cháo không? Là chân cái này. Bỏ xe đi ăn ha. Sư đi ăn cháo không? À, con, để đây dĩa đi. Múc cho chén cháo nha. Để ăn cháo đi. Nó giận nó không thèm nói ai hết trơn á. Bà nó đâu rồi? Kìa nó sao rồi? Xả cháo này lại đi. Mình ngửi. Sư tự chơi mình luôn rồi. Dạ hả? Sư đâu? Rồi. Sao lưng rồi? Giận có hai người, nó giận như giận cho như vậy. La nó không ăn chặt không kỹ về. Sao đi? Ra gì bảy biểu nè con. Nhẹ nhàng quá. Nhẹ nhàng quá vậy. Ăn miếng cháo rồi con. Ăn nữa. Tự sướng không đẹp. Bận rồi. Bận rồi. Người khác cũng bận rồi. Mẹ nó chọn ăn rồi. Bé không ăn ra giật đi. Thôi. Ăn cái món đồ chè. Chè gì sao? Có mùi tê tê. Chè ăn hả? Chè tối ăn. Không chè đâu, chè cháo đó. Cháo à? Trời ơi, tụi con ở đây chơi tối rồi mới về là nói vậy đó. Chè chứ. Chơi đi, chè lại đi. Rồi ăn đây xong rồi con xuống. Bà múc cho anh Sư-ri chế. Sư-ri, Sư-ri. Ăn gỏi đi. Sư-ri ơi. Cho nó. Con, Sư-ri. Con bà đứa nè. Nhà lăng bà liễu. Dâu rộng ăn. Quay bẻ thương ăn thôi, bẻ thương á. Ăn đi, tối con cứ chơi anh bài với được không? Nhập trong em không có thích chưa? Quay theo đi. Nè quay ngồi dưới bẫy nào quay đây. Rồi tôi đi ra, tôi có ăn gì được đâu. Thôi tôi đi ra. Trời ơi, quần cây mai té tua rồi. Chụp hình không à? Lo đi chụp hình không à? Nó đã không ăn cơm hả? À, dạ con no rồi. Ai về à? Nó về
chụp hình quay phim hoài, quay sao nè. Có ghét mọi ông dạ? Thôi thôi, được rồi. Có. Rồi, vậy Sáu quay. Thôi này nó chơi chứ quay cái gì ông xàm. Trời hả? À, giờ còn ngồi trong góc đây quay quay chi, lại ăn đi để đói bụng. Vì buồn á, vì không thấy má buồn á. Sao tao nằm tao thấy bà hoài mày? Vậy hả? Ừ. Tao ngồi nhiều khi tao mơ màng vậy, tao nhớ cái thước bà đi đi chơi chơi mặt tao. Thấy không? Thấy, thấy thiệt mà. Không? Thấy ừ. Mặt, thấy mặt không? Thì đã y hệt như bà mà được, là cũng như tao mơ màng vậy, tao thấy vậy thôi. Rồi được cái này sạch, cái mũi bà cao rồi. Mà mập mà bà đi, với người sạch 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 trong quần vậy. Thôi giờ nhớ buồn rồi, thôi. Rồi bà số bà như vậy rồi. Tôi nói hoài, hồi đó nghèo khổ ráng sắm nuôi con, giờ con có ăn có mặc, không chịu chồng mà tại số tới đây, tới số rồi. Số không được hưởng. À, mẹ tới số rồi. Bà dám sống thua tao. Tao à, bà mẹ sanh coi ở trên góc môn coi tao sống hoài 80. Ê hả anh? Anh ơi, hoài 80. Tao bệnh hoài mà mày tin tao sống hoài 80 không? Rồi tao không tới đâu con ơi, rề rề hoài. Kỳ đã lên tỉnh coi. Coi cái bà coi lên bà giòn và bà nói con sắp hoài được 84 niên. Cười tao nói trời ơi, rồi giờ nó sắp được 84 niên. Thì em tết rồi đi khám. Hôm nay sao hay bệnh quá. Cái đó là chỉ một phần thôi. Phải bác sĩ, phải khiến khoa học chứ à. Làm sao mà tin cái đó được. Tin gì đâu, không tin. Người ta nói mình sống tới đó. Người ta nói thì mình nghe vậy thôi. Chứ mình dựa vào cái đó không có được đâu. Cái hôm đó tôi coi má mày. Bà tới rồi. Mẹ đem bà đi mà. Sướng. Tao biết sống chào như tết được như bà không biết mày. Rồi, má cũng lớn bà. Tuổi rồi, nhà con mình buồn con cái đi hết trơn rồi. Ừ. Sao dừng sao ở nhà không chứ đâu có mừng gì đâu con. Chỉ có tiệc tùng tích với cái gì con cái mới về thôi. Để lại nuôi con cho đã rồi đi hết trơn. Hòa hết, không có ai. Thôi vậy chui tay nhắm mặt vậy cũng tốt cho bà rồi. Nhiều khi nằm buồn buồn. Bà nhớ lại mẹ chụp con hai chị em và bà đi và bỏ ra. Buồn thiệt chứ. Thôi nhắc hoài, nhắc chi cho buồn. Còn không nhớ đâu. Nói quên chứ không nhớ không quên được mẹ ơi. Nằm sâu ở trong trong tim, nỗi đau sâu ở trong tim, tiềm ẩn của mình. Không có quên được. Động tới là bắt đầu nó... À, cái bắt đầu nhớ tới cái ngủ không được, cái đầu cổ ngủ không được rồi, đầu không được luôn, có khi 6-3 giờ kia mới ngủ. Ừ. Tức từ đầu hôm rồi okay, rồi ừ. ngưng ngấn lệ rồi, nói chuyện tới bắt đầu ngấn lệ rưng rồi khóc hoài nhớ ha. Nhớ buồn có mấy chị em, hai chị em một bà ta trở lên cho sức rồi. Mày thấy mấy bà không, cô chứ đâu có mặn lạc với mình. Đi ngang bữa đi đâu ngang đừng đi hay còn gì năm mày tôi ghé vô bạn chút. Ôi giờ ghé vô cái nhà khóa cửa tôi có ai đồng ghé. Trời đi không có ai, ngày thường đâu có ai đâu, khóa hết trơn. Có lâu lâu rồi thu phải chở tao về cảnh rồi mạnh gì đó chở tao lên đám dỗ ngoại gì chở lên trước vậy chứ đâu có làm có biết nữa đâu, phải coi bà còn chồng vậy. Gì con? Đi xuống dưới hả? Đi xuống dưới hỏi đi. Nó mắm năm để bà xét thủ luôn năm mẹ rồi. Quá mắm. Ngủ. Nó đi qua bên đó. Ủa nó quỉnh nó về nó ngủ cục nằm. Ta sẽ chơi trai lớn.
Đặt xưởng cơm, trời ơi thịt, rồi thịt con hả? Chiều lên về nhà mới ăn. Sao dạ? Con ăn chay. Dạ. Chương Định không ai chơi được á. Chương Định toàn bán thôi. Em thấy chưa? Tao có rộn tao ăn 4 ngày, nay tao mới ăn chay. Yêu quên này. Để múc ăn đi con, ăn hết chén ra giỏi đi. Cái mặt chù vụ quá. Chù vụ quá. Có mặt chù vụ à. Cái mặt chù vụ à. Lần nào đi chơi cũng giận hết trơn, giận mẹ hết trơn, giận mẹ không có lo chụp hình. Nó hả? Giận mẹ không lo chụp hình cho con. Mẹ cầm cái máy quay không mà, đâu lo chụp hình đâu. Tại vì tới lúc ai cũng lo tự sướng hết. Bỏ bê. Nãy nào có chung vụ không? Có. Đi nổi không? Trời ơi. Đi xong vô gặp Dũng Sình á. Bỏ hai chiếc dép lại. Đi chân hả? Đi chân không. Xong rồi nhờ cậu Phúc đó lụm đi rửa. Xong rồi trời ơi, trai được cậu Phúc rửa chân đeo dài vô. Là wow, cưng chừng. Chưa? Trời ơi, cưng đi chưa? Đi Dũng Sình lội trình bị ta tưới rồi đó hả? Bỏ trên chiếc, dưới chiếc. Hai chiếc cách xa nhau vậy đó. Chứ dính vô rồi bỏ cho để lấy chi. Bỏ hai chiếc nào. Ủa gì sao? Này nó 9 tuổi, nó học lớp 3. Dạ hả? Thiệt không vậy? Đã có chút xíu nhỏ mà. Nhỏ này hả? Ừ. Tao đâu biết nó. Con heo. Con heo mà tao đâu biết. Heo. Học lớp 3. Bộ mày tới 9 tuổi lần ha. Trời đất ơi. Cái tướng mày lớn này nè, 9 tuổi. Trời đất ơi. 9 tuổi. Chịu không nổi luôn. Trời ơi. Rồi. Tao bị lớn người ta còn 14 tuổi à. Còn mày bị lớn mày 9 tuổi. Ai tin? Ở trong lớp có ai nhỏ hơn con nữa không? Không, con nhỏ nhất á hả? Ê, mẹ em có về nhà mày không? Có ăn vào Tết hả? Không có ăn Tết đây hả? Không ăn Tết đây, về nhà làm gì? Hai chồng đi dị. Vậy hả? Đi dị mà chưa xong. Đi hai lần rồi. Đi hai lần rồi, hòa giải hai lần rồi. Cái heo thấy vậy thôi, ông tòa biểu thôi, giờ anh về suy nghĩ lại đi rồi hả? Hay là nộp đơn vô, thấy vậy heo lên rút đơn về, cái nó nói ngay mặt về quan tòa. Tao mua dạy gì, tao về đặng tao nuôi cái bệnh của mày. Nuôi bệnh của mày. Thôi, dừng video ở đây đi ha. Rồi.